Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 năm 2022 sẽ diễn ra tại quảng trường thành phố Hưng Yên. Đến thời điểm này, ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị để hướng tới một kỳ đại hội thành công. Công tác tổ chức cho lễ khai mạc đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước tại nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và ở các địa phương. Tại quảng trường thành phố Hưng Yên, địa điểm tổ chức lễ khai mạc dự kiến có sự tham gia của hàng nghìn người đã được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ, khẩu hiệu tuyên truyền về đại hội. Lễ đài của buổi lễ khai mạc cũng được hoàn thành. Nhìn chung, công tác khánh tiết, trang trí, chuẩn bị về mọi mặt đã được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc. Tôi cảm thấy không khí ở đây tưng bừng náo nhiệt, ai cũng vui mừng để chào đón cái Đại hội Thể dục Thể thao này. Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, cũng như là phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, sẽ phấn đấu đem đến đại hội những cái thành tích cao nhất. Chiều ngày 26 tháng 10 đã diễn ra buổi lễ tổng duyệt khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 để hợp khối ghép hoàn thiện tổng thể chương trình, đồng thời kiểm tra, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo ban tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 năm 2022 dự và duyệt buổi tổng duyệt. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện có trách nhiệm và chu đáo của các bộ phận trong một thời gian dài, cho nên buổi tổng duyệt diễn ra suôn sẻ, đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu ban tổ chức đề ra. Điểm nhấn của lễ khai mạc là phần biểu diễn nghệ thuật chào mừng có quy mô hoành tráng với sự tham gia của 200 diễn viên, học sinh và quần chúng nhân dân. Chương trình gồm 3 chương với những tiết mục ca múa nhạc, đồng diễn dân vũ đặc sắc nhằm quảng bá, ca ngợi mảnh đất và con người Hưng Yên, đồng thời khái quát được những thành tựu của thể thao Hưng Yên trong những năm qua. Với cái tinh thần là văn hóa điểm xuyết cho thể thao, và trên tinh thần đấy thì chúng tôi đã dựng một chương trình với những cái đặc trưng riêng của Hưng Yên, đó là một vùng quê mùa sen, mùa nhãn và đặc biệt là cái di sản văn hóa hàng nghìn năm để lại. Qua các cái màn trình diễn như đồng diễn dân vũ, như các màn nghệ thuật, chúng tôi mới gửi gắm đến chương trình tinh thần thượng võ của dân tộc, đó là tinh thần đoàn kết dân tộc và đặc biệt vẫn là cái nền văn hóa đặc sắc. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 năm 2022 sẽ là cái cơ hội để chúng ta tuyên truyền, quảng bá về đất và người, về hình ảnh của tỉnh Hưng Yên. Và đây cũng chính là cái cơ hội để chúng ta thúc đẩy cái phong trào hoạt động thể dục thể thao của tỉnh Hưng Yên ngày một hiệu quả hơn, chất lượng hơn và có một cái tầm cao mới. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 năm 2022 với phương châm khỏe để xây dựng tỉnh Hưng Yên văn hiến, hội nhập và phát triển. Có 15 môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội. Lễ khai mạc đại hội sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 10 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.